rất nhiều bạn hỏi đó là muốn tăng cơ giảm mỡ thì ăn gì. Đầu tiên là thịt trắng thì ưu tiên là gà, cá, nhiều chất đạm, ít chất béo, cỡ 100 gram nó rơi vào khoảng tầm 100 mấy calo thôi. Rồi, hạn chế thịt đỏ là bò, heo, bởi vì thịt đỏ 100 gram rơi vào khoảng tầm 300 đến 400 calo bởi vì nó có thành phần chất béo khá là cao. Đặc biệt là các bạn tránh giùm mình cái phần thịt mỡ heo, thịt ba chỉ heo, các bạn ăn cái đó các bạn tăng mỡ thôi. Các bạn sẽ rất khó tăng cơ, cơ thể của bạn sẽ rất khó săn chắc. Nhớ nha, bởi vì 1 gram chất béo nó có tới 9 calo và trong 100 gram cái thịt mỡ heo thì 80-90% trong đó là mỡ. Nhớ nha. Rồi, hãy ăn thêm hải sản, tôm, cua, mực, ghẹ. Những cái này rất là tốt, chất đạm đủ, nước nhiều, ít chất béo, rất hợp lý. Ngoài ra các bạn hãy nhớ rau xanh, bắp cải, bông cải, bí xanh, bí đỏ, cải thìa, cải ngồng, rau muống, xà lách, rau ngót, rau má. Những cái này rất quan trọng, bởi vì sao? Khi mà cơ thể của bạn tập luyện, cơ thể của bạn nó sẽ bị tổn thương. Và khi cơ thể của bạn bị tổn thương, bạn sẽ còn rất nhiều vitamin để kết cấu lại cái khối lượng cơ bắp, phục hồi lại cái sức khỏe của bạn, phục hồi lại, cung cấp cho bạn rất nhiều vitamin nên rau, củ, quả và các loại trái cây, nên không thể nào không ăn cái đó được. Nhớ nha.